Hello bạn, chào bạn. Hôm nay mình buồn quá, mình ra mình là có một cách là mình chiết là phụ tạo phụ phấn nhân tạo cho cây mắng cầu mình đó. Thì cái mùa này rất vô cái mùa xuân nè bạn. Thì mình đã làm qua những cái thí nghiệm nhiều năm đó, thì mình thấy những cây mắng cầu mà thường thường bạn trồng á mà không có tạo mình tụ phấn nhân tạo đó, thì cái không kết quả đạt được. Thì mình ở nước ngoài đó bạn biết không, thì rất là buồn, thì không có ong bướm, không có gì hết. Mình thí hơi là mình không bao giờ nó đậu hết, nó đậu chỉ có mực 5% hoặc 3% thôi, hầu như rụng hết bạn. Do đó hôm nay mình sẽ được hoàn thành cái cây mắng cầu này. Mình sẽ bỏ phân nó, mình cho phân nó vào tháng 2, đầu tháng 2 mình đã cho phân rồi nha bạn. Thì mình tháng tháng 2 rồi bạn nhớ, khi mà đầu tháng giữa đầu tháng 2 thì mình cho phân đi nha. Thì mình đã phân rồi cho mình cắt nhánh lá hết, thì mình cắt nhánh lá thì đó, do đó mình đầu trong 2 tuần sau này nó sẽ bắt đầu lên bông, lên ra những cái mầm non. Thì sau những mầm non nó sẽ ra những cái bông đó bạn nha. Thì cái bông đó thì giờ bắt đầu mình sẽ làm tụ phấn nhân tạo liền cho nó. Thì mình lấy những cái bông bông đực, nghĩa là bông đực bạn biết sao, bông đực thì những cái bông nó xòe ra nhá, nó xòe bự ra, xòe ra là bông đực. Còn bông cái thì bông nó chưa có nhụy, nó rất là nhỏ bạn, nó rất là nhỏ, nó bung ra chút xíu rất là bông cái. Khi nó xòe ra được rồi là nó bông đực. Thì một bông đực nó rất là nó rụng lẹ lắm, trong vòng 1 2 ngày, 1 ngày thôi thì bạn không dùng thì nó sẽ rụng lá xuống, thì nó sẽ bị hư. Nếu mà nó không có bông, nó không có bông ong bướm thì nó sẽ bị hư, nó không có đậu được thì nó sẽ thành hư trái ha. Do đó bạn lấy từ bông bông đực đó, có nhụy cái bông đực, sau đó mình dùng một cái loại mà cái đồ mắc cúp đó bạn biết không, rồi bạn sẽ cho vô cái đầu nhụy của bông cái. Bông cái thì đó, bông cái này mình đang làm đó, bạn thấy không, bông cái này là mình bỏ trong nhà nhẹ tay rồi mình chặn vô trong cho mình nhé, mình chặn cho mình xoay xoay nhẹ nhẹ vô. Thì bông cái thì nó sẽ trong vòng 3 đến 4 ngày thì nó sẽ teo xuống, nó teo những cái nhánh nhỏ bên trong nó sẽ bị rụng xuống đó. Thì bằng mát xua là bằng bảo đảm bằng những cái bông nằm là đã thụ phấn rồi, thì bạn lấy cái viết cái mát cơ bạn sẽ quẹt nhẹ lên cho mình một cái, thì mình bằng mát cái đó, thì cái đó là mình để mình quên lầm, lỡ mình đã làm rồi thì mình không làm nữa. Nếu mình làm nhiều quá nhiều lần những cái bông nó sẽ bị rụng như bạn, cho đó mình làm một lần thôi. Mình nhiều lúc nhiều nhiều bông quá mình không nhớ bạn biết không, do đó mình khuyên bạn lấy cái mát cơ mình quẹt nhẹ, đừng có bấm. Mình khuyên đừng có bấm cái nhụy của nó, thì bấm cái nhụy của nó thì không có tốt cho cái trái lắm, trong thời gian nó cái ba cái nhụy nhỏ nó che cái phần trong để cho những lúc có nắng nó không có bị ảnh hưởng cái bông cái nhụy phía trong của nó. Thứ hai là cái nó còn cái chất của cái nhụy xung quanh, những cái cành cái nhánh nhỏ đó nó vẫn còn cái chất để nuôi cái nhụy phía trong cho cái trái nó khỏe hơn bạn nhé. Mình chỉ lấy cái marker mình chấm thôi nha. Đó thì bảo đảm bạn trong vòng 1 2 ngày, 3 2 ngày sau thì cái trái cái phần ngoài nó sẽ đen, cái vòng ngoài có ba cái nhánh nhỏ đen sẽ rụng đi, thì cái vòng gì đó mình sẽ dùng cái marker mình bập cho nó lên để mình biết cái đó, thì cái trái đó mình đã làm rồi ha, cái trái mình làm rồi. Do đó mình rất là quan trọng, mình nghĩ là bên này bạn biết không, mình đã trồng nhiều cái mắng cầu lắm rồi nhưng mà con cái là nó không có trái, nhiều người rất không có trái, hỏi mình tại sao không có trái nha. Thì do đó cái trái nó rất là quan trọng. Khi bạn vào một tháng 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 1 á thì bạn thay đất hết mình đi, bạn mua thay đất hết, đừng bao giờ bạn 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 nhớ bạn thấy đất thì còn sớm còn tốt. Thì bắt đầu cái đất cái mùa đầu tháng 1 á, bạn mua đất về bạn đào đất cũ bạn bỏ ra hết, bỏ chừng hết ra rồi bạn bỏ đất mới vô, rồi bạn bỏ phân thêm cho nó, phân kích thích cho thái trái rễ nhá, rồi bạn tưới nước chút đỉnh cho nó đi, rồi cái chừng 1 tháng sau nó sẽ ra lá và bông phát triển, thì bắt buộc phải có làm cái vận đó. Thì vì bên này bạn biết sao, mình trồng trong những cái chậu thì nó có trái, bảo đảm nó có trái, nhưng nếu mình trồng trong đất thì chết hết. Mắng cầu thì nhiệt độ chừng cỡ một chút 30 độ C, độ F là nó chết rồi, 30 độ F là nó lạnh nó chết rồi bạn ơi, đông đá chừng 35 là cũng chết rồi đó. Nhưng mình rất cẩn thận, mình đem vô mình trồng rồi mình sẽ đem vô trong trong gara đó, mình bỏ trong gara lúc nó lạnh nhiệt độ xuống còn có 20 mấy độ thôi, độ F thôi, bạn để ngoài bằng tre nó cũng chết hết. Do đó mình đem trong cái gara bằng đóng lại bằng tủ trong một lớp ngoài ngoài nữa cho nó, nhiều lúc trong gara mình nhiệt độ xuống còn 10 20 độ. Thì mấy năm trước mình bị lần đó thì tất cả có cây chết hết, giờ năm mình tạo lại cây bắn cầu mới. Thì bắn cầu mình bắn cầu dai nha bạn, rất là ngon, nó rất là ngon, rất là ngon nha bạn. Nó không có ăn bằng lột ra là nguyên cái trái nó sẽ ra đó, mình thấy cái nụ nó xíu nó ra đó, cái nụ rụng ba cái lá rồi đó, cái nụ nãy quay phim thấy đó, thì cái nụ rụng ba cái thì còn cái trái nó xíu trong, từ từ nó sẽ đen, nó xanh, nó màu xanh xanh, nó sẽ ra một cái trái, còn những cái đen xung quanh thì nó rụng hết, còn cái nụ nhỏ thì cái nụ đó từ từ nó thành cái trái nha bạn. Đó cái bông này bông 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 cái nha, bông cái là đó mới xòe đó là bạn làm được rồi đó, bông cái đó mình chỉ đó, bông cái đó bông cái mới xòe xíu là bạn làm được rồi nha bạn. Còn cái bông đực cái là nó sẽ bự lắm, bông đực nó to ra nó sự ra là bông đực, nên bạn lấy cái nhụy bông đực
bạn bạn bỏ vô một ly, thì bạn nhớ bạn bỏ vô một ly để nó mà đó cái trái này mình đã trụ hoàn thành đó, đó những cái trái nãy là được hoàn thành được tuần lễ rồi, những cái trái nó mới ra thì nó ra cái nụ chút xíu thôi, nhiều nó không có rụng đâu. Khi mà tạo cái giống nhân tạo á thì nó không có rụng, nó vẫn giữ nguyên cái trái cho bạn nhé. Nó vẫn cái trái mấy ngày sau nó sẽ tạo ra cái trái rất là dễ thương cho bạn. Thì trong thời gian đó mình nên nhớ khi mà nó ra bông qua rồi trái nó đậu, hoàn thành nó đậu rồi đó, thì mình khuyên bạn không bao giờ bạn bỏ phân nha bạn. Nếu bạn bỏ phân thì cái cây quán trầu nó bạn nó sẽ rụng hết, nó rụng những cái lá mình mới làm. Vì cái những cái lá đó mà trái nó mới tụ ra, mình bỏ phân nó nóng nó sẽ bị rụng đi nha bạn. Thì bạn không nên bỏ quá nhiều ha. Đó cái trái nó ra đó, mình thấy chưa, nó ra được đúng được 7 ngày đó, cái trái nó chút xíu đó nha, cái đầu vẫn còn đen chút xíu. Thì cái vòng đen đó thì nó từ từ nó sẽ bị mất đi, nó không còn nữa. Những cái trái mình đã làm hoàn thành rồi trong vòng một tuần lễ sau thì nó đã nó những cái trái chút chút nằm đầy những dưới cái lá đó, thì nó trên trái đó rồi nó sẽ từ từ nó sẽ bự lên bạn ha. Ok, những cái trái này mình đã hoàn thành trong vòng 2 tháng rưỡi rồi. Để đặng trái này nó bự nè, những trái mình đã chiết những cái lá, những cái trái những chiết những cái nụ nhỏ thì nó hoàn thành của mình trong vòng 3 tháng, gần 2 tháng 3 tháng thì cái trái mình đã bự rồi. Mình cầu rất là bự. Thì mình chiết cái này bạn biết sao không? Khi mình cắt cái nhánh lá, mình cắt trong mình cái cách mình cái trái nó mọc trong cái gốc cây á, trong cái cạnh lá đó thì cái trái lúc nào nó cũng tốt hơn cái ngoài nhánh. Nhưng cái thân cây bự chừng nào có trái nằm gần thân cây thì cái trái nó rất là đạt cái quả rất là tốt nha bạn. Nên mình khuyên bạn cắt đó là bạn bứt, bằng cắt những cái nhánh lá nhỏ bỏ hết đi, cắt những nhánh nhỏ bỏ hết để bắt buộc là cái nhánh cái trái nó sẽ mọc từ thân cây ra, bạn thấy chưa? Những cái mình chiếc là những cái cây này từ trong cây ra hết, mình trên những cái thân cây nó ra cái trái kế bên thì cái trái lúc nào cũng đạt chất lượng tới 90%, trái rất là bự và ngọt mà không có bao giờ mà nó bị thối hư hết. Cái trái mà khi mà nó yếu á nó dễ bị hư thối lắm, còn trái mà mọc nó bị những cái đen nó chết. Còn trái thái mà mình chiếc lên này mình cắt lên những cái lá cũ mình cắt bỏ hết thì cái bắt buộc là cái nhánh lá những cái trái này sẽ đâm từ cái nhánh cây chính ra, cái nhánh cây bự thân ra thì cái trái rất là to nha bạn, nó rất là bảo đảm đó bạn, nó rất là bự, nó không có bao giờ nó chết hết. Mọi mình coi bằng coi cái chiếc của mình ha, cái chiếc mình chiếc á, chiếc từ cái chậu nhỏ thôi, đó cái chậu nhỏ mình chừng cỡ 5-10 ga lông thôi thì cái rất là đạt trái, một cây được 30-40 trái đó bạn, mà không cần trồng dưới đất nha. Nó mà thấy giờ trái rất là nhiều, một nhánh của nó thì đây là cái chục trái đó bạn thấy không, dài từ trên xuống dưới rất là ngon. Bạn chỉ trồng 3 cây rồi bạn ăn rất là ngon, bạn không cần trồng nhiều đâu. Nếu mình trồng trong nhà mình trồng 3 cây thôi thì bạn sẽ ăn cũng đủ rồi, rất là ngon. Bạn ra mua ngoài không bằng mình trồng nữa bạn nhé. Nhưng bởi cái cây mà mình trồng trong nhà mình quý lắm, mình rất là quý. Mỗi lần trời lạnh đó mình đem vô nha bạn ha, mình đem vô mình che mình cắt trong nhà đó bạn, chứ mình không dám để ở ngoài đâu. Nhiều mình cái cây mình trồng rất là cực mà nó chết mình cái đó mình tiếc dễ sợ lắm đó. Mình thấy trái nằm đầy luôn, thấy không, trái nằm từ trên xuống dưới bạn thấy không, cái trái mình rất là thích nó, trái từ trong gốc nó ra đó, trái từ dưới đến trên luôn đó bạn. Mà cái trái này nó rất là ngon nha bạn, rất là ngon. Bạn lột ra là mới đem món cầu dai mà lột ra hả, nó dính vô cái da đó rất là ngon. Thì mình trồng cây này là được 3 năm. Mình người bạn cho mình cái cây thân, cái lúc là cây nó chết rồi mình đào lên, tới mình đào rồi mình sẽ đem về mình, nó mới còn cái rễ nó còn tốt, do đó mình trồng nó lên mức độ dài bằng, biết không đó. Mình rất là thích cái cây này, mình đã giữ 3 năm đó, mình không cho chết đâu nha. Thì cái trái rất là ngon nha, rất là ngon bạn. Thì mình khuyên bạn nếu mà trồng một cây này nên mà trồng trong chậu, bạn đừng có trồng ở xuống đất, không cách nào trồng mà che nó sống được hết. Nếu bạn che nó phải có greenhouse cao trên 8 feet ha, 8 feet mới được, nó mới được cam cao hơn cái đầu nó, mình có hí đời mùa lạnh nha, nó mới sống nổi. Ok, giờ mình cũng gần hoàn thành cái video này nha. Rồi mình rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ cái video cho mình. Nếu bạn có tham khảo muốn nuôi trồng một cây bán cầu hoặc muốn trồng đạt kết luận thì kết quả tốt thì bạn nên cho mình comment mình nha. Cảm ơn, bye bye bạn.